Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn tại kênh của mình. Nói về Fubuki thì chúng ta không thể ngó lờ vẻ đẹp của cô nàng này. Nhưng ngoài việc sở hữu một nhung nhan gợi cảm, Fubuki còn là một cô em gái của Tatsumaki được nhiều fan đẩy thuyền với nam chính Saitama nhất. Và hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu những sự thật về Fubuki nhé. Sự thật về tên gọi Fubuki. Fubuki là tên thật của cô, lấy cảm hứng từ sức mạnh tâm linh, sự cuồng nộ bão tuyết địa ngục. Bí danh này đã nói lên được sức mạnh to lớn mà cô ấy có được. Riêng tác giả Wan, ông ấy còn mang một mớ hàm ý về cái tên gọi này. Thứ nhất, chữ Fubuki được miêu tả như Yuki Onna. Đây là một con yêu nữ nổi tiếng với vẻ đẹp choáng ngợp, mang một nét đẹp hút hồn. Nhưng yêu nữ Yuki Onna là tượng trưng cho bão tuyết. Thì riêng Fubuki, tác giả Wan muốn lấy một tuyệt phẩm được xuất hiện trong bão tuyết địa ngục. Từ đó mà ông mới lấy bí danh Blizzard of Hell, dịch ra tiếng Việt là bão tuyết địa ngục. Qua đây, mình cũng có một chút sơ yếu lý lịch của Fubuki muốn nói với các bạn luôn. Đó là với chiều cao lý tưởng 1m67, Fubuki có số đo 3 vòng, lần lượt là 95, 60 và 90, một con số chuẩn không cần chỉnh. Fubuki là một phụ nữ trẻ với dáng người cao, thon và cong. Cô có cằm dài, mái tóc màu xanh đậm, được tạo kiểu bob và đôi mắt màu xanh lá. Trang phục chính của cô bao gồm một chiếc áo khoác lông dài màu trắng, một chiếc váy phù hợp với màu xanh đậm, đôi bốt đen, cao đến đùi và một vài chiếc vòng cổ. Thỉnh thoảng cô mặc những trang phục khác nữa. Fubuki năm nay chỉ mới 23 tuổi nhưng lại sở hữu nét đẹp thuần khiết. Một cô nàng căng tròn ở tuổi thanh xuân, bảo sao các fan One Punch Man cứ mờ lem Fubuki biết mà thôi. Fubuki có triết lý đối nghịch với Tatsumaki. Fubuki có chị gái là Tatsumaki, được coi là hai chị em sở hữu siêu năng lực tâm linh, từ ngoại hình tới tính cách và triết lý của hai chị em hoàn toàn trái ngược với nhau. Hãy so về ngoại hình trước nhé. Chúng ta đã thấy có sự chênh lệch rồi, to và nhỏ, chẳng hiểu sao cùng một lò ra, nhưng mà Fubuki lại sở hữu một ngoại hình cao ráo, đầy đặn, vòng nào ra vòng nấy, trong khi đó Tatsumaki lại lép vế hoàn toàn, với vóc dáng nhỏ nhắn, loli, Tatsumaki lại thuộc hàng chanh tắc, tóc thì xoăn tít, trong khi cô em lại có mái tóc thẳng, bồng bềnh và quyến rũ, tới nỗi Lily, một thành viên trong nhóm bão tuyết cứ nhầm Fubuki là chị gái của Tatsumaki, kể cả quái vật Does, ả ta cũng nghĩ vậy. Tính cách thì lại khác biệt hơn nữa. Giữa một cô nàng nóng nảy, cục xúc, thích đấu khẩu thì Fubuki lại là một người điềm đạm hơn cô chị, hiền hơn, có một chút tự ti và nhút nhát. Fubuki mang vẻ lạnh lùng bên ngoài, chứ bên trong cô ấy luôn là một nỗi ưu phiền, sự rụt rè, chứ không như vẻ ngoài cao sang quyền quý mà chúng ta thấy. Có vẻ điều đó ảnh hưởng từ câu chuyện quá khứ. Fubuki luôn có ác cảm về sức mạnh của mình khi chị gái Tatsumaki đã chiếm một cái bóng quá lớn để quên một cô nàng bé nhỏ như cô, không mạnh mẽ và bị bạn bè ức hiếp. Từ đó mà tính cách mặc cảm về cái bóng của chị mình đã biến cô trở thành một cô gái có tính cách tự ti như thế. Vì thế mà cả quan điểm sống và triết lý của hai chị em cũng ngược nhau. Với một người tự tin về sức mạnh, Tatsumaki không thích mình dựa dẫm để ai trông cậy vào sức mạnh của mình. Đối với cô, mạnh mẽ thì phải cần cố gắng, tự tin, sức mạnh của bản thân. Nhìn Tatsumaki giống kiểu chị đại, còn Fubuki thì ngược lại hoàn toàn. Cô lập ra một nhóm các anh hùng cấp thấp thành một tổ chức nhỏ, có tên Bão Tuyết, để cùng nhau hỗ trợ, giết quái vật. Một nơi đã học tập và trao đổi kỹ năng chiến đấu là những người bạn với cô. Mối quan hệ giữa Psycott và Fubuki. Thời trung học, người bạn thân thiết của Fubuki chính là Psycott. Từ lúc đó, cả hai khá nhút nhát, Psycott luôn bị các bạn bè chọc ghẹo bởi cô ấy đeo một cái niềng răng có tàn nhang trên mặt. Còn Fubuki thì bị chọc ghẹo bởi vòng một quá khủng, cô ấy luôn đi khòm lưng để tránh ánh mắt của mọi người. Hiện tại câu chuyện của cả hai vẫn chưa được tác giả Wan chia sẻ nhiều, nên đây là những thông tin nổi bật nhất mà mình biết được nhé. Tác giả Murata đã tung ra một số tấm ảnh nóng bỏng của Fubuki. Với nét vẽ tài ba như thêm hồn vào nhân vật,
Murata là một trong những họa sĩ Nhật Bản vẽ truyện tranh hút mắt người xem nhất. Khi bản webcomic của Wan ra đời, Murata đã khá ấn tượng với nội dung cốt truyện mà Wan dựng nên. Murata liền tạo ra một cơn sốt truyện One Punch Man khiến cho dân tình sôi sục, trong hóng từng chắp truyện mà ông vẽ. Murata cũng không ít lần thả thính cho các fan One Punch Man, đặc biệt là những ai thích Fubuki, lại một phen chảy nước dãi bởi những tấm hình nóng bỏng mà ông vẽ. Tuy nhiên vì độ tuổi không được cho phép, nên ông cũng ém nhẹ đi vài bức hình của Fubuki, nếu không thì chắc cả đám chảy máu cam hết mất. Là một trong những người bạn của Saitama, một sự thật quá rõ ràng, Fubuki và Saitama là những người bạn bất đắc dĩ của nhau. Khi 5 lần 7 lượt trốn gặp mặt và nhất quyết không vào nhóm của cô ấy, nhưng đã nghiện thì chịu, Fubuki cứ tới nhà Saitama và đưa ra những điều lệ nhất quyết thu nạp anh vào. Không những thế mà Chinos, Bang, Bom và King, những người bạn và cậu học trò máy của Saitama cũng bị lôi vào cả hội Fubuki. Mặc dù chả ai muốn gia nhập, nhưng cô ấy vẫn luôn ảo tưởng nhóm bạn Saitama cũng là thành viên của hội Bảo Tiết. Cô cũng là một trong số ít người đến được tận nhà Saitama, chiêm ngưỡng căn nhà nhỏ nhắn của anh chàng. Sở hữu hình thể đẹp nhất truyện. Trong một buổi vẽ trực tiếp, tác giả Murata có chia sẻ tỷ lệ cơ thể Fubuki là do ông tham khảo từ cơ thể của một nữ thần điện ảnh. Vì thế nên, cơ thể xinh đẹp của Fubuki cũng xuất phát từ đó. Với tỷ lệ đường cong chuẩn, cộng với một chút sức mạnh đã tăng thêm độ cool ngầu cho Fubuki, cô nàng cũng mang hơi hướng phong cách quý tộc từ Pháp. Với mái tóc xanh đen ngắn ngang vai khiến cho nhan sắc của Fubuki thêm một chút đầm thắm và thanh lịch. Là một người không thích đồ rẻ tiền. Fubuki là người không thích những món đồ rẻ tiền. Là một quý cô cao sang quyền quý, Fubuki luôn chọn cho mình một phong cách ăn mặc khiêu gợi kiểu châu Âu, những cánh đầm ôm body hay những bộ váy ren trẻ trung. Phụ kiện là những món không thể thiếu, như vòng vàng nhẫn bạc cũng là sự lựa chọn hàng đầu của một cô gái kiêu kỳ quý phái như Fubuki. Bởi thế, sở thích sưu tầm giày cao gót hay mua sắm là thứ duy nhất mà cô có thể xả stress sau một ngày vất vả. Ngoài ra, thu nạp thêm thành viên vào tổ chức, cô luôn chọn những anh hùng làm được việc. Như những anh hùng quá yếu, cô sẽ không bao giờ ngỏ lời mời hay chấp nhận họ vào. Fubuki cũng rất thích tìm hiểu và thu nạp thông tin các anh hùng cấp cao nhằm lôi kéo và rủ rê họ vào hội. Lý do Fubuki thường đứng còng lưng thời trung học. Khi còn là một học sinh trung học, Fubuki thường đứng còng lưng. Nhưng do những ông già liên tục chầm chầm nhìn vào vòng một của cô, vì thế cô thường khá tự ti về ngoại hình của mình, đặc biệt là vì bộ ngực lớn. Nhưng hiện tại, Fubuki đã thay đổi, cô trở nên tự tin và thoải mái hơn khi mặc trên mình những bộ trang phục thanh lịch, đắt tiền, tôn lên được những điểm mạnh cơ thể của mình. Quả thật, với thể hình của mình, Fubuki luôn được đánh giá là mỹ nhân xinh đẹp nhất trong One Punch Man. Sự thật về sức mạnh của Fubuki. Fubuki sở hữu sức mạnh siêu năng lực. Mặc dù không mạnh bằng chị gái của mình, nhưng cô là một siêu năng lực gia lành nghề. Vào lúc nhỏ, cô có thể di chuyển một chiếc xe tải. Cô còn có thể kiểm soát quỹ đạo từ các tín hiệu từ xa. Cái này thì chắc là do bị cô chị gái kiểm soát từ lâu, nên cô cũng biết khá rõ. Ít nhất là khả năng này đã giúp cô phòng vệ tốt hơn, cảm nhận rõ sức mạnh tâm linh, mạnh hay yếu của một ai đó đang ở gần khu vực của mình. Một sự thật là các thiết bị đo sức mạnh của Fubuki trong lần thi tuyển vào Hiệp hội Anh hùng có chút sai sót. Vì trước đó, các thiết bị đo đạc đã bị Saitama phá hỏng nặng nề, nên thang đo sức mạnh của cô cũng không chính xác lắm. Theo như Hiệp hội Anh hùng đánh giá, Fubuki đạt thể lực chỉ có 5 điểm, sức bền 5 điểm, độ thông minh thì đạt 7 điểm, khả năng chiến đấu 7 điểm. Trong khi đó, cô có thể đỡ đòn từ một quái vật cấp rồng Rover sở hữu sức mạnh ngoại cảm to lớn như vậy, mà khả năng chiến đấu chỉ đạt 7 điểm thì hơi sai rồi. Với những gì Fubuki chứng minh thì khả năng cao, Fubuki phải đạt cấp A chứ không phải cấp B. Còn các bạn đánh giá sao? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận ở cuối video này cho mình biết với nhé!
Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.